đối với cả nhà hướng Tây trong năm 2022 Nhâm Dần thì hướng Tây thì gồm có ba sơn là Canh, Dậu, Tân, nằm từ độ số từ 247,5 độ cho đến độ số là 292,5 độ. Cái việc mà xây dựng mới cái nhà cửa đối với nhà hướng Tây trong năm nay thì đánh giá trung bình là bán cát, tức là bán cát tức là nó chỉ ở cấp độ trung bình. Vì sao lại như vậy? Bởi vì năm nay thì thực tế thì bốn phương tám hướng khí đắc đều vượng. Tuy nhiên là vị trí hướng Tây thì gồm có Tiến Tinh, tức là cái phần phía hướng của chúng ta gồm có sao Thất Xích, mà Thất Xích thì chúng ta gần hết vận tám rồi thì nó gọi là thoái khí suy, đúng không ạ? Còn Tam Bích thì là sát khí đáo vào phần tọa. Cho nên hình ra là bên cạnh đó thì chúng ta đã biết ngoài ra thì còn thêm cả Bạch Thổ và Kim Thần đáo hướng nữa, và Mậu Kỷ Đô Thiên đáo hướng nữa. Còn năm nay nếu trong trường hợp mà anh chị mà vẫn mong muốn hoặc là rất là mong muốn để xây dựng cái nhà năm nay hướng này thì hoặc là cực chẳng đã chúng ta phải xây dựng thì cái vấn đề này chúng ta vẫn có thể tiến hành xây, không đến mức mà quá hung. Chúng tôi đã hết sức nỗ lực để chúng tôi tính toán thì nhận thấy rằng là đối hướng Tây thì trong năm còn đúng hai khe thôi, một thời điểm là thời điểm tháng 2, một thời điểm là thời điểm của tháng 8. Đối với cả cái nhà mà hướng Dậu tọa Mão thì chúng ta sẽ lưu ý là kỵ, tức là không nên khai sơn lập hướng. Chúng ta phải tối kỵ cái việc là năm nay thì không xây thêm tầng, nâng thêm tầng hay úp thêm mái hay sửa phần mái hay nạp lại vận hay là lát lại nền đối với cả cái nhà Đông Tây. Xin cảm ơn anh chị.